Xin chào mọi người, mình tên là Trương Lê Trung, đến từ lớp Anh văn chuyên ngành của thầy Nguyên, do bạn Thảo Ngân làm lớp trưởng. Hôm nay mình xin trình bày về việc sử dụng anabolic steroid trong tập gym có nguy hiểm không. Trước hết, chúng ta cần tìm hiểu xem anabolic steroid là gì. Anabolic steroid hay còn gọi là steroid đồng hóa là một chất hóa học tổng hợp tự nhiên, hay nói đúng hơn là một dạng testosterone tổng hợp, một loại nội tiết tố ở nam giới. Chúng ta có thể đưa vào cơ thể qua các đường như tiêm chích hay uống trực tiếp. Nó giúp hỗ trợ đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng xương, giúp cho hệ xương khỏe mạnh. Đồng thời, nó còn hỗ trợ trong việc điều trị trong y học như giúp hỗ trợ bệnh nhân thiếu testosterone hay dậy thì muộn. Ngoài ra, quan trọng nhất là nó giúp hỗ trợ trong việc tăng phát triển cơ bắp, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của mô cơ. Chính vì vậy, nó rất phổ biến đối với những vận động viên thể hình và những người tập gym. Từ đó dẫn đến họ lạm dụng việc sử dụng anabolic steroid mà không biết rằng sẽ có những tác động rất nguy hiểm xảy ra đối với họ. Cụ thể là việc sử dụng anabolic steroid quá nhiều đối với nam giới có thể dẫn đến co tinh hoàn, testicular contraction, vô sinh, infertility và giảm ham muốn tình dục, decreased libido. Do có bản chất là một testosterone nên đối với phái nữ khi lạm dụng quá nhiều có thể dẫn đến tình trạng mọc lông tóc nhiều, hair growth, hay thậm chí dẫn đến tình trạng rối loạn chu kỳ kinh nguyệt, change menstrual cycle. Đặc biệt, thanh thiếu niên thậm chí không nên nghĩ về việc sử dụng các loại thuốc này, bởi vì thanh thiếu niên đã có nồng độ testosterone của chúng ở mức độ tương đương với một liều chích 300mg testosterone. Vì vậy, điều đó có thể phá hủy việc sản xuất testosterone tự nhiên, dẫn đến ngừng phát triển xương ở thanh thiếu niên, hay có thể mang đến các cảm xúc tiêu cực khác. Dùng anabolic steroid về lâu về dài rất nguy hiểm, có thể gây hỏng tim, gan, ảnh hưởng đến sức khỏe tâm lý và thể chất. Vì vậy, chúng ta nên hạn chế việc sử dụng thuốc. Nếu có sử dụng thì nên hỏi ý kiến của bác sĩ để có được điều trị tốt nhất. Và cuối cùng, mình xin khuyên các bạn nên tập gym một cách tự nhiên và hợp lý thay vì phải sử dụng thuốc. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe bài thuyết trình của mình.